lạc bộ phối hợp công tác này nó có liên lạc với câu lạc bộ văn hóa của ông Bùi Tuấn ngồi với mình. Anh nhìn ở đây anh thấy người nào là cộng sản thì anh nói, người nào không cộng sản thì anh nói, chứ còn nhưng mà chúng tôi nói là nhưng mà có Bùi Tuấn là đây là chỗ tự do có người ta quyền tới chứ, người ta được quyền chứ. Xin mời anh về chỗ ngồi. Ở đây chúng ta nên trao đổi một cách hòa nhã với nhau. Năm nay nó không còn là người cộng sản nữa. Vâng. Là... như vậy là đã rõ ràng phải không anh Phi ạ? Giờ đây là người hỏi chót. Tôi cũng không đặt câu hỏi được. Tôi chỉ xin nhân đây chào tất cả các vị có mặt ở đây và cảm ơn anh Nam và tổ chức đã cho tôi để có dịp đến. Tôi nghĩ là vấn đề đặt ra là rất đúng lúc, bởi vì ở trong nước chưa bao giờ cái tình hình đấu tranh cho dân chủ chống lại cái độc tài cộng sản đó là thuận lợi như hiện nay, chưa bao giờ. Có nhiều người nản lòng bởi vì là 30 năm nay mà chật quá, ở Liên Xô thì ở Đông Âu nó sụp đổ rồi mà bây giờ nó vẫn cứ ì ra đấy, nó không sụp. Thế cho nên là ai cũng sốt ruột. Thế tôi thấy là trước cái tình hình đó thì chúng ta phải rất bình tĩnh và thấy cái tình hình đánh đổ một cái chế độ mà nó cầm quyền, nó có công an, nó có quân đội khó lắm. Ở Đông Âu và Liên Xô và làm một cái kỳ công. Kỳ công bởi vì nó có một cái tâm lý dân chủ sẵn ở châu Âu từ xưa, thế mà nó lại được cái sự giúp đỡ và nó không phải là trì trệ như cái nền văn minh Á Châu nặng về khẩu giá. Thế cho nên là vấn đề đặt ra giúp đỡ trong nước, liên kết ở trong nước là cực kỳ hệ trọng. Mà hiện nay lại cộng sản nó phạm rất nhiều sai lầm, cho nên chúng ta phải tận dụng cái thời cơ này. Cái sai lầm lớn nhất mà đúng như anh Nam đã nêu lên đó là chúng ta phải đánh vào cái gót chân asin của nó, là thực sự nó đang bán nước, bán đất, bán biển, bán đảo, và không có người dân Việt Nam nào cũ ở bất cứ miền Bắc hay miền Nam mà có thể yên lặng đồng tình với cái chủ trương như thế. Cho nên đấy là cái chỗ yếu chí mạng của nó.